C thứ ba và C thứ ba là C chung kết giữa Hà Nội và Thái Bình. Quân của Thái Bình rất đẹp, tôi nhìn qua thấy Copper và Seng phải. Không biết quân của Hà Nội thế nào, chúng ta cùng xem các game thủ khác. Hoàng Anh Nhi thì đầu cánh cầm pan rồi, màu vàng cùng cánh với cả pan là Macedo. Rồi Gunny cầm và màu đỏ cho Son, cho Tuy Tuy cầm. Vâng, AC Perseng cho Son. Quân của Thái Bình rất đẹp. Trận này rất phụ thuộc rất nhiều vào khả năng đâm y của Gunny. Nếu Gunny trận này đâm y tốt cũng có thể thay đổi cũng trận đấu. Với Pan chém phũ và Macedo đâm y chuẩn. Trận này thì quân của Hà Nội ở cửa dưới quá nhiều. AC và Seng luôn là khắc tinh của Macedo trong anh team. Nếu mà nói đúng ra vẫn là cửa trên hoàn toàn, nhưng quân để chống Macedo rất là dễ. Kể cả AC cũng dễ, AC có thể chống cung Macedo bằng cách đánh ăn khan và mang quân đi tấn công chứ không 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 phòng thủ. Đơn giản bởi đâm bi đã mất một nhà, nếu mà AC bỏ nhà đẩy quân thì chắc chắn là Macedo sẽ chết. Cộng thêm một người anh chém nữa, tức là tất cả những người anh chém bên phía đồng đội mình có khả năng đều bị chết. Bài cho Son khá đẹp. Chắc chắn là một trận ép đời rất phũ của Tuti. Chúng ta cùng xem máy của Hoàng Mai Nhi cầm pan đầu cánh. Vâng, bài Hoàng Mai Nhi quả khá là xấu, hươu thì chỉ có 4 con. Đồ ăn thì chưa thấy đâu. Một bài xấu của pan. Nhà khép góc, thế nhà rất đẹp đấy anh cung, nhưng đánh cầm pan thì chẳng là không quan trọng gì cả. Vâng, gỗ đầu cũng rất là xa. Quả phụ chưa thấy đâu. Nếu mà bài như này tìm thấy một quả phụ rồi vẫn ngon, vẫn có thể ép sớm. Vâng, gặp nhau rồi. Nông dân của Gandhi và nông dân của Pơ của Pan Hoàng Mai Nhi đã chào nhau. Vụ làm ăn bất thành, cả hai chả tìm thấy cái gì cả. Hai anh bắt tay nhau rồi hai anh ra về. Bốn chú hươu thì chắc chắn là sẽ nhanh chóng bị xẻ hết thôi. Nếu mà ngay lập tức Hoàng Mai Nhi không tìm thấy gì ăn thì quả là tai họa cho team Hà Nội. Pan mà bài Nhật còn khó đánh hơn tất cả quân khác. Vâng, thấy rồi, đàn hươu vòng quả. Vâng, ánh sáng lên cuối con đường. Nhưng mà nó lại sáng chói lòa luôn. Một quả kẹp thêm đàn hươu nữa. Cái này người ta gọi là bia kẹp lạc. Một quả khá là đẹp. Đôi 4-6 cây. Gặp Pan thích nhất là một quả phụ 6, một quả chính 7. Đấy thì hiếu 4 thì cũng không có xi nhê cả. Ok luôn. Vâng, màu 7. Màu 7 là ngáo tôm. Ăn mất đàn hươu rồi. Vậy là bài này rất khả năng Hoàng Mai Nhi vẫn chưa đủ đến đời. Đấy, không nên nhanh xúc nhanh đàn hươu hoặc màu quả cùng với cả ngáo thì cứ khả năng là anh sẽ nhào lầm. Vâng, tôm là cầm pơ. Trận này khá là nguy hiểm cho team Hà Nội khi mà bài pan xấu này, pan và Macedo ở ngay cạnh nhà pơ. Như thế thì hiệu quả việc cầm Macedo cầm pan sẽ giảm xuống rất là nhiều. Khi mà bị pơ kẹp rất gần này, chỉ cần bài pơ đẹp họ có thể nói là họ sẽ có thể đánh được chém một phát chết cả hai được. Hy vọng là bài pơ xấu xấu một chút để chúng ta được xem trận đấu căng thẳng. Tại vì bên Thái Bình vẫn còn hai quân rất tuyệt nữa là AC và Sam. Vâng, bây giờ trận này thì chắc là đủ lên đời, nên đời xong thì phải ngồi đóng ruộng rồi. Hơi khó cho Hoàng Mai Nhi. À, còn một con sư tử. Nếu anh để ý thì vẫn còn một con sư tử sau S của tôm. Với cái điều kiện tài nguyên thực gỗ như này, khả năng là phải ăn thêm con sư tử nữa mới đủ. Không thì thiếu quá. Ông Hoàng Mai Nhi cơ cấu nhà ngay, anh cơ cấu nhà rất nhanh. Anh sợ là lạc đà pơ, ngựa giò pơ chứ. Nào tới.
Vâng, Tôm một hành động rất buồn cười. Con nông dân của anh vừa giơ cục xương ra cái cụp lại ngay. Phải, tôi là tôi nhanh tay tôi ấn đèn con dân ăn vạ, thế là Tôm tha hồ mà ngồi khóc. Nhưng mà Hoàng Anh Nhi vừa kích đời 11, 17 với 18 dân pan. Nhìn thấy ngựa giò của Tôm rồi. Khó thật. Quá khó. Vâng. Rất khó. Trận đấu mà bài pua đẹp như thế này chúng ta phải nói là một điều rất khó khăn cho Pan. Trận này chắc chắn là Pan không dám để lạc đà rồi. Bo nhà kín mít luôn là ăn đóng bắp sư. Ngon. Tốt rồi. Suýt nữa thì bắt được con ngựa giò của Tôm, nhưng mà có anh là Tôm là anh len lỏi, anh bật rất là nhanh, ngựa giò anh bật ngay. Bật như Tôm luôn. Vâng, lần này con ngựa giò của Tôm chết chắc rồi. Chứ điều là Pan lên đời xong thì ngoài lượng gỗ bo nhà anh không còn có thể đẻ thêm cái gì cả. Rất khó khăn. Mặc dù Pan này mới chết một dân thôi nhưng mà anh rất yếu. Pơ lên đời cũng không sớm lắm các bạn ạ. Không phải không sớm lắm mà là rất sớm. Anh là không sớm mà rất sớm. Vâng. Con sư tử đáng nhẽ ra ăn Hoàng Mai Nhi phải xẻ thịt ngay để lấy thịt thì tôi cũng chơi bài chắc. Anh chém chết sư tử, Hoàng Nhi khỏi ăn thịt con sư tử. Vâng. Tham bên Hà Nội đang bị đè, bay non đầu cánh của Inda rất là bé. Chúng ta xem bài của Macedo bên Hà Nội xem là bài anh đánh đâu đến đâu rồi. Vâng, anh đang dâng y đâm trong cánh. Anh đâm chi chi trong cánh. Cung tuyển AC. Đánh y tuyển Macedo. Vâng, tại vì được thông báo Pơ rất khỏe là anh đang phải đâm ngược y về Pơ. Vâng, trận này thì Macedo có vẻ rất là bá đạo, anh đâm khá lét nhà của game thủ Chi Chi cầm AC. Nhưng mà AC cũng bố cung ra rồi, anh bắn con ngựa chém của Yu Yu, tức là Gandhi, anh lấy link có vẻ rất là anh đang yêu đời. Nhưng mà y giáp 2 này thì cung giờ AC bắn thì nhanh lắm. Chả mấy chốc mới hết sạch. Lên ngay giáp đồng, lên ngay giáp đồng. Vâng, có lẽ Gandhi quên lên giáp đồng rồi. Thế mà wow, nhà của Hoàng đang rất đẹp. Anh còn một quả anh không tìm thấy ngay trong góc. Anh cá chê chăng? Vâng, thêm của bên Hà Nội vẫn chưa bị đè thêm. Hy vọng sự tỏa sáng đúng lúc của Gandhi sẽ có thể mang lại cái trận đấu căng thẳng. Vâng, tham tu ti ở giữa cho son nhưng không to lắm, tham có 26. Nhà chắc đã bị chém đi chém lại mấy lần rồi mới trông có lét bét về bè này. Vâng, 500 gỗ anh ra đóng ruộng điên cuồng. Cũng không cách tu ti nhanh. Nhưng mà hơi ảo. Tham Inda rất bé, chúng ta xem lại tham của Hoàng Mai Nhi. Vâng, Hoàng Mai Nhi bây giờ đã có lạc đà, tham của anh lên 21, có 3 pháp sư ở nhà, bài rất chắc rồi. Đang đi quẩy dân của Tôm. Vâng, một dân, hai dân. Và dân đang quay lại đập. Khả năng là cố chém thêm con nữa là lạc đà anh nằm xuống. Rất khó chịu. Hoàng Mai Nhi đang chơi bài câu kéo. Anh câu dân của Tôm như câu cá vậy, cứ từng con một. Vâng, không hiểu sao Tôm lạc đà không thấy đâu cả. Trong khi BL ngay cạnh đấy. Vâng, anh lừa. Anh bác dân đổi lấy lạc đà. Không được rồi. Pháp sư của Tôm. Xin lỗi đời quá đen nhưng mà cung một thanh 6. Pan trận này khả năng còn đen hơn. Trận này Hoàng Anh Nhi không đi fit hơi phí. Vâng.
Có lẽ là khó ở Hà Nội rồi. Bài ban quá nghiệt và lại cạnh ngay nhà Person này. Như tôi đã nói, chiến thuật của AC chống Macedo rất là dễ. Bỏ nhà đẩy chết một nhà chém đầu cánh là có thể nói là vẫn là trên cơ. Vẫn hiệu quả hơn là Macedo. Để đánh chết AC rất là khó. Vâng, tôi vừa nghe tiếng chửi thề của một game thủ ở đó rất xấu tính. Có lẽ là anh ngáo Person sau khi bị chém hơi đau thì anh quay ra anh chửi con thằng đè của Hoàng Mai Nhi. Cuối cùng thì Hà Nội thua trận đấu này, một trận đấu quá một chiều, một trận đá lửa sân. Bài đẹp nhất bên Hà Nội lại là bài của cho Son trong cánh, quá là nhọ cho đội Hà Nội. Giá ở trận này cho Hoàng Mai Nhi ở vị trí của Tuti có lẽ là sẽ đẹp hơn. Vâng, tin Thái Bình đang rêu rao về cái chuyện bỏ vào quả của Hoàng Lan. À, các bạn của anh đang trêu anh vì anh bỏ quả quá gần. Quả đẹp vậy mà anh lại chê. Quá lần sau có thì Hoàng Lan sẽ ăn vội, không để mọi người trêu thế nữa.